Nha Trang 19 thân mến chào quý các anh chị và các bạn. Hiện tại Bảo Khánh này có mặt tại Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nha mọi người. Trước mắt mọi người thấy đây là một cái ngôi chùa quê, ngôi chùa làng mọi người. Rất là đơn sơ. Bảo Khánh, mọi người thấy không? Rất là đơn sơ. Và phía trước chùa là một cái cánh đồng lúa rất là rộng lớn. Đó thì sáng nay Bảo Khánh đi Ninh Hòa, thì Bảo Khánh sẵn ghé Ninh Hà quay cái ngôi chùa quê. Rất là đẹp luôn, rất là yên tĩnh. Thì Bảo Khánh được biết là trong cái ngôi chùa mình đây là có một cái bảo tháp mọi người ạ. Phía bên tay phải ngôi chùa mình có một cái cây đây nè, để Bảo Khánh quay cho mọi người xem. Cây là cây di sản Việt Nam. Cây di sản Việt Nam nè mọi người. Cây di sản thuộc dạng như chắc cả hơn 100 năm rồi mọi người ạ. Cái gốc nó rất là to luôn, cây di sản Việt Nam nè. Cây chôm mũ chùa Thiên Tứ, tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đó. Tổ dân phố Mỹ Trạch, làng Mỹ Trạch mọi người. Ninh Hòa. Đó. Cây là cây di sản, cây này dạng giống như cây dầu đôi ở thành Diên Khánh đó mọi người, trên 100 năm á. Gốc rất là to luôn mọi người, tán rất là rộng, rất là mát luôn. Nằm phía bên tay phải của chùa hướng đi vào mọi người. Đó. Một ngôi chùa làng nha mọi người. Rất là đẹp, nhưng mà bài trí cảnh khuôn viên chùa rất là đẹp luôn. Rất là mát. Mọi người thấy cái gốc cây rất là to luôn. Phía xa xa là mẹ Bồ Tát Quán Thế Âm. Nãy Bảo Khánh đi vào đặt chánh điện, Bảo Khánh lạy Phật rồi mọi người ạ. Bây giờ thôi Bảo Khánh quay chánh điện trước cho mọi người xem ha. Đó, đây là phía trước chùa, đây có cái vị Phật Di Lặc đây nè. Đó, bằng đá. Thì chánh điện thì Bảo Khánh vào thì thấy cũng rất là đơn giản. Thì phía chính giữa thì thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngày đức vị này là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Bảo Khánh sẽ quay sơ chánh điện. Trong mà thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, còn bên phải là thờ Quan Công Quan Thánh sao mọi người. Đó. Thánh. Phía bên này thì thờ ba vị gia, chắc là tổ Bồ Đề Đạt Ma mà sao mọi người. Có râu quai nón nữa nè. Bảo Khánh đoán như vậy không biết có đúng hay sai. Đó, chánh điện thờ đời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tượng to và cao nhất luôn. Phía trên trần thì lập ngói, chùa thì đơn giản thôi. Phía bên hồng của chánh điện bên trái, bên hồng chánh điện, Bảo Khánh thấy có một cái điện thờ mà Bồ Tát Thích Quảng Đức mọi người, người tử vị đạo đó, năm 1963 người đã tự thiêu để mà dạng như là để phản đối chế độ của Điện Diệm. Khi mà ngài tự thiêu thì ngài đã để lại cái trái tim mà bất diệt, trái tim bất diệt. Thì Bảo Khánh được biết là Bồ Tát Thích Quảng Đức lúc mà còn tại thế thì ngài cũng đã ẩn tu tại thị xã Ninh Hòa mọi người. Ẩn tu cùng với thiền sư Viên Chiếu. Thiền sư Viên Chiếu thì Bảo Khánh đã có một video quay về cái bảo tháp nơi thiền sư Viên Chiếu đã để lại thân xá lợi tại núi Hòn Lớn, Ninh Tân, Ninh Hòa mọi người. Bên trái Bảo Khánh thấy có một bộ bàn ghế gỗ rất là đẹp. Một ngôi chùa làng nhỏ thôi nhưng mà thờ rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Bảo Khánh sẽ đi bên hông, ra sau là có Bảo Khánh sẽ nhắc lại đây là ngôi chùa ở núi núi đất Ninh Hà nha mọi người.
Phía trước đây có một tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nè, rất là cao lớn, rất là đẹp luôn nha. Không biết tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát là chắc bằng đá mọi người, bằng đá. Dưới này có cái hồ nước nè mọi người, hồ nước rất là ít, những cái hồ nước tượng bằng đá sao. Chùa được lợp bằng ngói âm dương sao mọi người, Bảo Khánh cũng rành lợp bằng ngói âm dương. Bảo Khánh thấy điểm nhấn của ngôi chùa này là có cái cây châm mũ này nè, cây di sản văn hóa, nó làm là coi như là điểm nhấn của chùa Thiên Tứ. Đó, phía sau này đi lên có cái bảo tháp, Bảo Khánh cũng rất là tò mò. Bảo Khánh đọc tài liệu sử sách thì hình như là nơi đây là có xá lợi thân của tổ Pháp Thân Đạo Minh mọi người, đã viên tịch để lại xá lợi, để lại xá lợi thân. Không biết Bảo Khánh không biết đi lên cái đường nào đây, không biết đường đi lên bảo tháp là đi được cái đường nào, Bảo Khánh cũng không biết nữa. Bây giờ Bảo Khánh tìm đường lên cái chỗ có cái tháp mọi người, không biết đi đường nào đó. Phải có đường lên chứ mọi người, mà mình không biết lên đường nào. Đường rất là trơn mọi người, bây giờ Bảo Khánh cũng đi đại thôi chứ bây giờ không biết để lên đường nào đây. Lên có cái bảo tháp, bây giờ là tầm 10 giờ trưa rồi mọi người. Không biết Bảo Khánh đi có đúng đường hay không. Thì Bảo Khánh lên đây, Bảo Khánh thấy có một cái điều đặc biệt là ở chùa Thiên Tứ, ở núi đất Ninh Hà là có thờ vị Bồ Tát Thích Quảng Đức mọi người. Đó, thì những cái ngôi chùa khác thì Bảo Khánh không thấy thờ, nhưng mà đặc biệt ngôi chùa Thiên Tứ ở núi đất Ninh Hà thì có thờ. Ở đây là bí đường rồi, Bảo Khánh thấy có cái đường đi lên này nè, giờ Bảo Khánh đi lên thử thôi. Đường khó đi mọi người, đường rất là dốc mà. Giờ sẵn mình đã lên rồi, mình cố gắng lên cái bảo tháp quay cho mọi người xem rồi Bảo Khánh đi về chứ chẳng lên
chẳng lên đây rồi mà không lên được cái bảo tháp. Rất là dốc nha mọi người. Không biết đi đường nào đây. Tiếp tục mọi người. Không biết sao người ta gọi đây là núi đất nữa. Mệt quá. Bên này Bảo Khánh thấy người ta thờ ông hổ. Ông hổ rồi mọi người. Tiếp tục mọi người. Rất là mệt luôn. Bên này có một cái tượng ông hổ nữa mọi người. Chắc xưa kia Bảo Khánh nghĩ chắc xưa kia ở đây có hổ beo nhiều sao mà thờ hổ mọi người, thờ cọp á. Tiếp tục mọi người. Đã lên tới đỉnh rồi mà chưa thấy cái bảo tháp đâu mọi người. Mọi người lên tới đỉnh này đây nè mà vẫn chưa thấy bảo tháp. Bảo tháp bên kia Bảo Khánh thấy rồi. Nãy gặp cô ở chùa, bà nói là khi mà Bồ Tát Quốc Thích Quảng Đức tự thiêu thì cho cốt được an táng trong cái bảo tháp này đó, thì Bảo Khánh không biết có đúng hay không, thì Bảo Khánh không biết. Đi hướng kia mọi người. Không biết có đường xuống hay không nữa. Có đường xuống mọi người. Cái núi này cũng là núi nhỏ thôi mọi người. Đó, mọi người thấy xa bảo tháp mà không biết đi hướng nào đây. Đó, không biết đi hướng nào. Quan trọng là đi hướng nào đây. A Di Đà Phật. Di Đà mọi người. Trên này không biết có ngôi mộ hay sao mọi người. A Di Đà Phật. Cho con viếng thăm cái bảo tháp mọi người. Bảo tháp tới con không có quậy phá gì.
lên được cái bao tháp này cũng căng đó mọi người. Đây nè mọi người, đây là bảo tháp tọa trên núi Đất Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa. À, không biết bảo tháp này có thờ vị nào đây. Đây mọi người, A Di Đà Phật. Bảo tháp núi Đất, chữ không biết chữ gì đâu, Bảo Khánh cũng không có biết nữa. Bảo tháp này không biết xây lâu chưa thì Bảo Khánh không rõ cho mọi người. Đó, mọi người xem video Bảo Khánh xin nha. À, cho Bảo Khánh một like nè. Nếu quý các anh chị này chưa được cái kênh thì nhớ đó, nhấn vào cái nút màu đen ở phía video, nhấn vào cái chuông để mình nhận thông báo khi Bảo Khánh ra video. Bảo Khánh rất là cảm ơn. Đó, mọi người thấy bảo tháp không? Đó. Nãy giờ Bảo Khánh quay chùa Thiên Tứ tại núi Đất làng Mỹ Trạch Ninh Hà thì sẽ Ninh Hòa, thử Ninh Hòa cho mọi người xem rồi đó. Thì như Bảo Khánh cũng đã nói là nghe nói là trên này là có xá lợi pháp thân. Thì như Bảo Khánh đã nói trong video đó, thì Bảo Khánh đọc trong cái tài liệu thì được biết là hình như là ở đây có đại như là tổ pháp thân Đạo Minh mọi người, khi viên tịch để lại xá lợi lời mọi người. Thì không biết là có hay không thì Bảo Khánh chưa dám nói nha. Thì nhưng mà theo tài liệu Bảo Khánh đọc được thì Bảo Khánh biết như vậy đó. Thì trong cái tháp này thì là chắc chắn là có an táng vị nào đó, nhưng mà Bảo Khánh không có biết, thật sự là không biết vị nào. Thì tí Bảo Khánh sẽ xuống núi thì Bảo Khánh hỏi sư thầy thử là trong cái tháp bảo tháp này là có thờ vị nào, thì xem mọi người thì sẽ rõ. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi tí xíu thầy. Thầy cho con hỏi một tí xíu thôi. Nãy con có lên cái bảo tháp trên kia mà con không biết là trên bảo tháp đó mình thờ vị nào vậy thầy? Thì nãy giờ thì Bảo Khánh cũng tâm sự với một sư thầy tu tại ngôi chùa làng Mỹ Trạch đây, tu tại cái ngôi chùa mà Bảo Khánh đang đứng ở đây. Thì theo chia sẻ của sư thầy ở đây thì trên cái bảo tháp đó thì theo sư thầy nói nha, thì theo các vị cao niên ở xung quanh này, là sống xung quanh này, thì cái bảo tháp đó là nơi chứa kinh sách mọi người, cái bảo tháp đó. Nhưng mà theo có một cái nguồn tin sư thầy mới chia sẻ nữa là có một cái vị sư thầy trước đây là trụ trì cái ngôi chùa này, trụ trì được 20 năm thì cũng chia sẻ, thì nơi đây, nơi cái chỗ mà cái bảo tháp đó là có cái pháp gọi là có tổ pháp thân Đạo Minh, là khi mà viên tịch thì đã viên tịch và an táng tổ pháp thân Đạo Minh trên cái bảo tháp đó mọi người. Đó thì theo chia sẻ của sư thầy mà Bảo Khánh mới được biết, và Bảo Khánh nói để cho quý các anh chị biết được như vậy đó. Thì nếu mà có dịp thì Bảo Khánh sẽ trở lại cái ngôi chùa tại làng Mỹ Trạch, Ninh Hà, Ninh Hòa. Đó thôi, thì Bảo Khánh xin kết thúc video ở đây và hẹn quý các anh chị ở một video tiếp theo. Xin chúc tất cả mọi người được bình an, hạnh phúc trong cuộc sống.